Không nghi ngờ khi Andriy Shevchenko là một biểu tượng của Ukraine. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, anh đã giành vô số danh hiệu lớn. Nhưng Seva không chỉ có bóng đá. Thời trang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Shevchenko. Anh gặp người vợ, người mẫu Mỹ Kristen Pazic vào năm 2002 tại một bữa tiệc của Giorgio Armani và từ đó thường xuyên làm người mẫu cho ông trùm thiết kế này cũng như mở hai chi nhánh của hãng thời trang Italia. Vài ngày sau khi giải nghệ, giống như người đồng hương cựu võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko, Shevchenko đã dấn thân vào chính trường khi ứng cử đại diện cho Đảng Dân Chủ Xã hội Ukraine. Tình yêu của Shevchenko dành cho golf cũng đã được nhiều người biết đến. Anh sở hữu một ngôi nhà gần Wentworth và thường chơi với những người bạn cũ của Chelsea là John Terry và Gianfranco Zola. Ngay cả trong thời gian ở Milan, nơi Shevchenko giành chức vô địch Champions League năm 2003 và danh hiệu quả bóng vàng, Seva đã hình thành những mối quan hệ lâu dài, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Cựu chủ tịch của Milan, ông Silvio Berlusconi là cha đỡ đầu cho con trai đầu lòng của Shevchenko và hai người vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Điều tương tự cũng xảy ra đối với chủ sở hữu của Chelsea, ông Roman Abramovich, với việc Shevchenko chuyển đến Tây London. Nhờ thực tế là vợ của anh, Kristen, đã qua lại với vợ cũ của Abramovich, bà Irina. Mối quan hệ này vẫn tồn tại cho đến ngày nay khi Shevchenko ngồi cùng Abramovich trên khán đài để xem Chelsea giành chức vô địch Champions League tại Porto. Nhưng trên tất cả, Shevchenko vẫn đam mê với trái bóng nhất. Anh làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ukraine năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của Shevchenko, Ukraine trở thành một tập thể đoàn kết và họ đã giành vé vào tới tứ kết Euro 2020. Shevchenko là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng thực sự. Sau khi may mắn giành vé vào vòng knockout, Seva đã nói với truyền thông rằng đội tuyển Ukraine không xứng đáng vượt qua được vòng loại và cần phải tỉnh giấc. Điều đó đã khiến tinh thần các cầu thủ tập trung hơn và sau đó họ đánh bại đội tuyển Thụy Điển ở vòng 1/8. Ukraine sẽ có trận tứ kết Euro đầu tiên của mình gặp đội tuyển Anh. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng ưu thế của họ sẽ là tinh thần thoải mái. Shevchenko cũng là một người rất gắn bó với nước Anh. Sau khi chia tay Chelsea, anh đã sống ở London trong 13 năm qua cùng các con. Một trong những cậu con trai của Seva, Christian, đang tham gia lò đào tạo trẻ của Chelsea và cậu đã có quốc tịch Anh. Nhưng trong trận đấu tới, chắc chắn Shevchenko và các học trò sẽ phải làm tất cả để ngăn đội tuyển Anh đi tiếp.